Thanh Quan các bạn. Xe cộ rất là nhiều đường một chiều. Đó, các bạn có thể thấy xe cộ lưu thông rất là đông. Và có một cái quán phá lấu đường phố rất là được nhiều người ghé ăn hàng ngày. Đây là chủ quán phá lấu đang khác phá lấu được hầm rất là mềm, rất là thơm ngon. Để các bạn có thể thấy cận cảnh. Chị ơi, cho em hỏi chị tên gì ạ? Chị tên Nhi. Chị Nhi bán phá lấu ở đây được bao lâu rồi chị Nhi? 17 năm. 17 năm rồi các bạn. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ. Là 3 giờ, giờ chiều dọn ra. Đến khi nào hết là mới về, mà khoảng 9 giờ là về đó. Đây là hàng gia vị đây các bạn. Và rau, ớt. Nhìn cái chén nhỏ. Một chén này thì giá bao nhiêu tiền ạ? 20 ngàn, rất là bình dân, rất là rẻ nha các bạn. Đây, chỉ một xe nhỏ thôi. Nấu được ăn kèm với bánh mì. Rất là nóng, giòn, rất là thơm. À, các bạn có thể thấy. Chị đang đến khung phèo. Nóng được cách phá lấu cho khách. Khách đang gọi một chén khung phèo. Dưới đây mà gì? Mới không ơi, anh dưới.
À, nhưng mà đã ăn được bao nhiêu năm ở đây rồi? Chắc là cũng 2-3 năm rồi. Dạ, chị ăn ở đây giá như chị thấy thế nào ạ? 20.000 chén phải không chị? Dạ đúng rồi. Giá thì thấy so với nơi khác thế nào? Dạ, giá thì nó cũng tương đương mà đẹp nhất đó. Dạ, thì thấy phá lấu ở đây có ngon mà. Dạ, thì với em thì hợp khẩu vị. Nó như thế nào ạ? À? Phá lấu nó cảm giác như thế nào ta? Thì nước phá lấu thì bà nấu bằng sữa, thơm. Dạ. Còn chấm bánh mì chấm với lại nước men thì nó lạ miệng á. Dạ, dạ, dạ. Đây bà chủ đang trộn cái phá lấu cho nó nóng, nó mềm. Anh thấy giá ở đây thế nào ạ? Hợp lý, bình dân. Yeah. Anh thấy cái vị ở đây thế nào, anh có thể mô tả, tại nên ăn lâu năm rồi. So với lại phá lấu chỗ khác thì phá lấu chị Nhi như thế nào? Ngon hơn. Dạ, ngon hơn. Có mềm không anh ơi? Bình thường. Dạ, dạ. Đây, khách đang ghé ăn phá lấu các bạn. Ăn phèo luôn. Hai mẹ con thì khách đang ăn phá lấu của chị Nhi, đang chấm bánh mì. Nhân viên đã lấy bánh mì và nước chấm sẵn rồi. Chờ thì chắc là tôi là về đợt này. Bên lề đường thôi, xây chưa tận hưởng cái món phá lấu rất là có tiếng ở cung đường Bà Huyền Thanh Quang này. Và đây là một khách quen thuộc của quán chị Nhi. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Một năm rồi. Và chị Nhi bán mười mấy năm rồi, chị ăn được 10 năm rồi. Chị có hay ăn phá lấu ở chỗ khác không ạ? Tại từ ngày có bầu nhóc sau cho nên là ăn ở đây thấy quen. Dạ. Ngon và sạch sẽ. Chị thấy cái vị ở đây nó như thế nào ạ? À? Chị có thể... Nó chỉ làm ngon, không có chỗ nào làm giống, sẽ cắt mỗi người một khẩu vị cho mình thấy ăn đây nó quen. Dạ. À, chị ơi, chị thấy giá ở đây thế nào? Nó rẻ gì ha? Chợ rẻ hay là bình thường hay là hợp lý hay là... Dạ. Cái chén chị ăn là bao nhiêu tiền ạ? Chưa tính bánh mì là 23.000. Là bánh mì 3.000 và chén 20.000 ạ? Rồi, chị ở, cho em hỏi là chị ở xa đây không ạ? Còn mang cặp mai nước dơ rồi bỏ rồi. Nước dơ. Khách ghé mua mang về các bạn. Nhân viên đang muốn nước chấm và chị Nhi đang cắt phá lấu cho khách mang về. Nói khách cũng quen hay ăn ở quán chị Nhi. Để
xin đang mua một xiên phá lấu để năn nỉ bà chủ quán thêm chút nữa để mang về đây. Nhi đang thêm phá lấu đã hầm sẵn để cho thêm nồi vì chị bán rất là đông khách này đã vơi rồi, khách đang ghé để mua ăn. Đó, chị lấy thêm phá lấu chị bỏ vô trong nồi để cho nó nóng. Em nếu mình chờ đâu 2 chén được chờ nó mới ăn đó đâu mà không chờ luôn. Cho 3 ly nước cho tôi nghe vừa vừa không có mềm không giòn 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 kem một cái nhỏ lắm mềm đó. Mềm không có mềm hả? Ừ giòn giòn mềm. Tay thì rất là nhanh, rất là chính xác và rất là giòn các bạn. Các bạn có thể thấy thì bán hơn mười mấy năm rồi nên là công việc hàng ngày rất là quen. Nhớ hoài rồi.